ý nghĩa của hoa địa lan. Hoa địa lan là biểu trưng cho sự nhiệt tình hăng hái. Trước kia hoa địa lan là phần thưởng trao tặng vinh danh những người lao động có thành tích và chăm chỉ. Hoa địa lan là loại hoa của núi rừng, có vẻ đẹp hoang dại mà sang trọng, tinh tế mà thuần khiết. Ngoài ra hoa địa lan còn được sử dụng làm hoa sinh nhật, quà tặng, hoa chúc mừng, hoa trang trí nhà cửa, hoa Tết. Hoa địa lan cũng được nhiều công ty, văn phòng, cơ quan sử dụng để trang trí, tạo nguồn cảm hứng, sáng tạo cho nhân viên. Tết đến có chậu hoa địa lan trong nhà sẽ tăng thêm nguồn sinh khí tốt, tăng may mắn, tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình. Cây địa lan được sử dụng trang trí như thế nào trong cuộc sống hiện nay? Nhắc đến cây địa lan thì mọi người sẽ liên tưởng đến các loại địa lan như địa lan vàng hoàng hậu, địa lan tây lưu, tứ lan. Mỗi loại cây địa lan đều có ý nghĩa riêng biệt, nhưng tổng thể thì loài địa lan đều mang nét lịch sự đầy kiêu sa, sang trọng và quyền lực. Cây địa lan được sử dụng trang trí trong văn phòng khá nhiều, bởi vì chúng tạo nên sự hăng say và đầy nhiệt huyết trong công việc. Còn nếu cây địa lan được sử dụng trong gia đình, thì chúng tăng thêm tài lộc, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Cây địa lan là loại cây cảnh mang giá trị lớn về mặt vật chất lẫn tinh thần, bởi chúng mang ý nghĩa rất tuyệt vời cho người sở hữu. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.